Chào quý anh chị phụ huynh. Hiện có rất nhiều phụ huynh nhắn tin hỏi tôi làm thế nào để hướng dẫn cho bé lớp 1 có thể làm tốt dạng toán điền số còn thiếu trong phép tính. Như chị đã thấy ở trên màn hình đây. Thì hôm nay tôi xin có một cái video ngắn để chia sẻ một cái mẹo nhỏ, đó là sử dụng chấm tròn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào các cái khái niệm cơ bản nhất về số đã. Thì trong sách giáo khoa toán 1, bộ sách cánh diều, thì các số sẽ được minh họa bởi các chấm tròn. 1 sẽ tương ứng cả một chấm tròn này. Trừ 1 thì cũng sẽ tương ứng cả một chấm tròn bị gạch. Tương tự, A sẽ tương ứng cả hai chấm tròn, trừ 2, hai chấm tròn bị gạch. Và nhìn vào các cái chấm tròn ở trên màn hình ở đây thì các bé đều có thể dễ dàng viết được cái phép tính đó là 5 trừ 4 bằng 1. Đây là dạng toán rất là cơ bản ở trong sách giáo khoa. Tiếp theo này có một chấm tròn màu đỏ này, hai chấm tròn màu xanh thì các bé đều viết được cái phép tính là 1 cộng 2 bằng 3. Đây là dạng toán rất là cơ bản nhé. Các số ở bên phải dấu bằng cũng sẽ được minh họa bởi các chấm tròn. 1 tương ứng cả một chấm tròn này. 3 tương ứng cả 3 chấm tròn. Chúng ta để ý rằng số chấm tròn ở hai bên dấu bằng luôn bằng nhau này. Đối phép trừ có một chấm tròn ở bên trái, một chấm tròn ở bên phải. Phép cộng có 1, 2, 3 chấm tròn ở bên trái, 1, 2, 3 chấm tròn ở bên phải. Như vậy để giải quyết cái dạng toán điền số kia, chúng ta sẽ đi cân bằng số chấm tròn ở hai bên dấu bằng bằng cách vẽ thêm hoặc gạch bớt chấm tròn ở bên chứa phép tính. Ví dụ đây, 4 trừ mấy để bằng 1. Thì chúng ta sẽ đi vẽ chấm tròn để biểu thị các số đã biết. 4, chúng ta sẽ vẽ 4 chấm tròn. 1, chúng ta sẽ vẽ 1 chấm tròn. Bây giờ chúng ta sẽ đi cân bằng. Bên trái dấu bằng hiện có 4 và bên phải hiện có 1, chúng ta sẽ gạch bớt chấm tròn ở bên trái dấu bằng đi. 1 này, 2, 3. Chúng ta sẽ gạch đi 3 chấm tròn. Như vậy chúng ta có thể biết rằng số cần điền đây là 3 được rồi. Và thường thì khi các bé nhìn vào cái hình ảnh minh họa ở bên trái của dấu bằng ấy thì các bé đều có thể hình dung ra cái phép tính ở đây là 4 trừ 3 rồi. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai thì dựa vào cái dấu hiệu ở bên trên ấy thì trừ 3 nó sẽ tương ứng cả 3 chấm tròn bị gạch. Thì ở đây chúng ta có 3 chấm tròn bị gạch rồi. Như vậy số cần điền ở đây sẽ là 3. Ví dụ tiếp theo, mấy trừ 2 để bằng 3? Chúng ta cũng sẽ vẽ chấm tròn để biểu thị các số đã biết. Trừ 2, tất cả hai chấm tròn bị gạch này. 3 tương cả 3 chấm tròn này. Bây giờ chúng ta sẽ đi cân bằng. Ở bên trái dấu bằng hiện tại không có chấm tròn nào. Bên phải thì có 3, vậy chúng ta sẽ vẽ thêm 3 chấm tròn này. 1, 2, 3. Nhìn vào hình ảnh minh họa ở bên trái dấu bằng thì các bé đều có thể dễ dàng viết được phép tính là 5 trừ 2. Vậy số cần điền ở đây là 5. Tiếp theo, 2 cộng mấy để bằng 4? Chúng ta làm tương tự, vẽ chấm tròn để biểu thị các số đã biết. 2 tương ứng cả 2 chấm tròn này. 4 tương ứng cả 4 chấm tròn này. Chúng ta cân bằng thôi. Bên này có 2, bên kia có 4, vẽ thêm 2 chấm tròn để cân bằng. Cái số chấm tròn vẽ thêm là số cần điền đấy. Thêm 2 thì tương ứng là cộng với 2.